Xin chào. Đại chú cùng với lão nông ra vườn nghe. Lão nông ra vườn hồi sáng tới bây giờ rồi đó, chứ không phải bây giờ mới ra vườn đâu. Nhưng mà giờ quay cho quý vị coi nghe. Đó, thấy chưa? Bắt đầu nó đẹp rồi, thấy không? Đó, bắt đầu đẹp từ từ rồi đó, thấy chưa? Sáng giờ cắt cỏ hai lần rồi nha. Mới sạc pin rồi cắt tiếp đây. Đó. Xe xe. Con đừng có đi giữa lộ, xe xe ơi. Xe đụng con hả, xe xe. Nghe lời sư phụ, đi vô tìm con. Vô nhà xe xe. Đi con, đi. Đi cắt cỏ tiếp với sư phụ nha. Không thấy chưa, ngọ ngày hôm qua và dọn sạch luôn. Cái gì thấy không? Thế là ông nông làm sạch sẽ không? Thấy không quý vị? Thấy đúng là một tay đầm rẫy không? Bây giờ phát quang tiếp nha. Phát quang tiếp. Đây là mấy cái vàng làm cho ở mấy cái chỗ trồng cho mấy cái dây bầu dây bí rồi nó bè bò đó.
Xe ngoan quá hen, xe phụ đi làm, xe đi theo mẹ, xe đi theo phụ, xe phụ, xe giỏi quá. Xe xe nặng quá, kinh lắm, đang cài, đang cài, biết cài. Xe bên này nặng quá nha, xe bên này nặng quá rồi bà con ơi, xe bên này nặng quá rồi, xe ngoan lắm á, sư phụ đi làm là xe đi theo vậy đó, xe theo dữ sư phụ vậy đó. Xe bữa nay nặng quá rồi bà con ơi. Chắc bán xe được rồi hen. Bán xe nghe. Rồi bán xe. Bây giờ bán xe nghe. Nghe không? Bán xe cho sư phụ có tiền nghe. Nghe không? Trời ơi xe giỏi quá. Ủa ông đang lại hồi nào trời. Mô Phật. Đó. Ủa ông lại nào vậy? Trời đi cắt cỏ, trời ơi, ông thấy tôi dọn sạch sẽ là đâu thấy chưa? Em mua lan rồi đó hả? Mấy mồm hả? Để đi, rồi chưng cho.
Dạ. Có ảnh này chưa? Ảnh rồi đó. Rồi. Tại vì thầy bảo mai ông Hồng đi làm á. Dạ. Thấy rất là chân chứ. Dạ. Hôm nay qua lăng trắng không hen. Ủa? Chết rồi, nói ảnh bà cụ cho đồng ảnh với bà cụ luôn mà. Bằng sai đó. Bằng sai nhưng không bằng. Bự rồi, chắc chắn rồi. Thôi kệ đi, để từ từ tính lại. Ai hại. Rồi đốt nhang đi. Coi. Tại nghiệp bà cụ mới mất đây nè. Đây. Mình cần cái sai nhỏ bằng đấy chứ. Dạ. Bằng đi chứ sao lại nói sao không bằng đâu, hả? Đâu bằng. Để coi thử á. Kia đó, cái kia đó xíu à. Thôi kệ đi. Để thờ bà cụ tới 49 ngày đi rồi. Để thay hả? Thay. Dạ. Tại vì con muốn mua cái loại rẻ tiền. Con mua này là mắc tiền á. Dạ. Thấy biết không? Thôi kệ đi. Kệ thì bây giờ ai cũng hình thời hình lớn tới 49 ngày đi rồi thay nhỏ lại. À. Dạ. Rồi bà cụ mới nói chuyện chứ mình chưa đầy bao lâu bà cụ lại mất rồi. Nam mô Phật Sư Sê. Mô Lan chân nó lâu thấy không? Đó. Lan chân tượng trước này. Chín ngày tính yeah. Được được năm bà rồi đó. Dạ nó muốn chín ngày lên luôn yeah. Bắt đầu lên từng từng nữa. Mấy bà mà có công thôi. À, tổ sư. Cái sư vừa đủ đây vừa ấm dạ cái hình tổ sư nó vừa ấm đi đây. Kệ được rồi. Mai dỗ thầy con tôi. Con chỗ nào để? Hả? Để nào thầy cho nào? Hả? Thầy cho hình... Tính thờ rồi, cái hình Hòa Thượng Trí có Tịnh. Hình, có hình trong này đó. Dạ. Cái hình... Hình đó hình của tôi. Hình tôi còn sống, chụp cho thầy tôi. Ra đây cái điều chờ. Kệ.
đắng không á. Dạ. Thôi thành đắng rồi trên chút. Không sao đâu. Cái hình này hồi đó là đằng này chứ. Hồi lúc đó là cái tuổi thầy tôi bằng tuổi tôi bây giờ đó. Lúc đó thầy gầy vậy? Sao thì ốm vậy? Lúc này mới có 21 tuổi à. Có 21 tuổi chính nha, thầy có cái gen. Thầy biết không, khi mà thầy có cái gen mập á, yeah. Thì hồi nhỏ như vậy là thầy phải mập với phải chứ. Đâu, hồi nhỏ mập. Đi tu lại vậy vậy à. Đi tu bắt đầu cái thời này á, ăn ngày có bữa à. Đó, giờ rồi thầy lại, làm như vậy đi. Rồi lại đi học không là học, không biết không. Hồi đó học đi học đọc xe đạp. Sáng á đạp xe đạp đi suốt đường Don Bosco á. Đón bánh cô ở Gò Vấp á, yeah. Học là từ và tiểu ra tới Gò Giáp, chiều ra Võ Văn Tần, rồi chiều ra Vĩnh Nghiêm, rồi tối ra Võ Văn Tần mới tạo xe đạp ngày 3 buổi thì ông không tạo sao được. Đó, thì là như vậy đó, giờ thầy biết rồi đó, chứ đâu thầy đâu có duyên mập đâu, mà giờ trung thắc quá. Mập là cái thời gian này giống như cái thời này mới lớn, đến năm này như 21 tuổi à. Đấy hả? 21 tuổi. Thời cái chùa chưa cắt lại nè, hồi thời nhớ mấy cái chùa xưa cắt gì nè. Cái đó là hồi thời đó là thầy tôi bằng tuổi tôi bây giờ. Đó. Bởi vì biểu mấy đứa nhỏ nó đi tìm lại thấy nhớ xưa. Thầy mất là 6 năm. Thầy vừa đấy chứ ảnh nhà vừa đấy thầy. Dạ, hả? Thầy mất là 6 năm rồi đó. Thế ạ? 6 năm rồi. Thầy cho gầy quá trời, ngày nào không gầy ròm. Không, sư phụ thì gầy đúng. Tại sư phụ nhỏ con. Ủa không phải nhỏ con, tướng râu mình rồi, không đẹp trai. Rồi nó mới nói xin lỗi chứ không phải nói chuyện đời. Mới nói chuyện đời biết sao nó tối ra về chùa nói chuyện đời. Biết bao nhiêu người mê nha. Mà ông cũng giỏi thuốc, biết bao nhiêu giỏi đó. Mà cuối cùng không trị mình được. Mà tại sao thầy cũng học được tí nào vậy? Cũng cho. Tại sao vậy? Cụ nó không được dứt bác, cụ nói là cái khả năng này là học đạo để nói đạo, để cứu khổ. Chứ không cho cụ đó là thuốc cái này cũng cứu đời vậy, cứu đời không phải cứu người ta bệnh, mà cứu người chưa tới số chứ sao cứu người tới số. Anh nói cụ nói như tao lỡ giờ quê dốt rồi phải tao ráng chứ mày không được học. Ồ thế hả? Ồ ông thầy nhìn xa dưới vậy này. Không biết quá tới mức độ mà chùa không giao cho tôi mà cái tôi mới giận. Không phải mình ham chùa nhưng mà mình học rồi ở Sài Gòn mình tính đi về phụ với sư phụ. Cậu hỏi chứ tại sao thầy ông tài đã chấp để ông bỏ đất Sài Gòn ông về ông phụ với thầy, sao thầy không cho ông đấy? Thì cô nghĩ coi, tôi là người nhà quê ở 40 năm trường, tôi biết cái dân quê nó như thế nào, cũng như dân quê cái trình độ khả năng cái khó độ mà đã ông được đi học đi hành thì ông phải làm sao á, một là ông phải xuất dương, hai là ông phải ở Sài Gòn làm đạo ông tiếp tục đi học, chứ về quê hay nghĩ coi đâu phải khả năng ông về quê làm cái gì. Tôi mới dặn, tôi mới cố gói hết thì bánh tre đó, thành ra tôi cũng có lỗi với thầy. Lỗi nặng lắm mà thầy. Nhưng mà không sao, nói ngay. Thì khi mà nắng quá mà thôi, gì mua. Ông Linh đi qua ông đi. Ông Linh đi qua ông đi. Được rồi, con bước đó. Bước nước nè. Nắng quá. Đó, cái ông cụ cũng đâu có cho, ông đâu có cho đâu. Mọi gì. Ông thấy sáng, tôi bứng mấy cây trồng đẹp không? Có kìa. Cái gì? À cái cây ấy hả? Không, ông đâu vô đi, tôi ngồi bên đây mà. Ngồi đây đó. Đây nè, nghe nè. Thank you.
cái lên trên đài này mình phan hay dọn trách là vậy đó. Hồi đó tôi buồn, tôi nói tại sao thầy mình bây giờ đã mình học xong rồi, mình phát tâm mình trở về quê mà thầy không cho, biết không? Rồi ai về sau này thầy mới nói thiệt với cô hai á, thầy nói nghĩ cho nó ăn học để nó hơn coi như là hơn một tuổi hơn mình nhà quê mấy mươi năm mà quê biết cái thái thái nhân tình nó như thế nào vậy đó. Như vậy là con tại hơn ông thầy nhiều quá, con nghĩ ông già được cái đó. Ông thầy già thì con hiện già, con giờ đi nói thầy đi kiếm nghề thuốc không có, bởi vì hòa thượng nói á, ông cụ đầu tiên là ông giỏi về nghề thuốc bắc.